VBA đã kết thúc, chiếc vô địch đã thuộc về Sài Gòn Hit một cách vô cùng xứng đáng. Ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng bóng rổ TV chúng tôi có một cái nhìn khái quát nhanh điểm lại một số điểm nhấn của mùa giải VBA năm đã qua. Đầu tiên, màu sắc của VBA năm nay đã được bổ sung thêm sắc ánh vàng của câu lạc bộ mới Nha Trang Dolphins. Đội bóng tới từ thành phố biển Nha Trang chính là tân binh của mùa giải năm nay việc có thêm một đội bóng nữa đã khiến cho tính cạnh tranh của giải đấu được tăng cao rõ rệt nha trang mặc dù là tân binh nhưng trong đội hình của họ cũng có những cái tên vô cùng chất lượng như khoa trần hay thanh tùng vĩnh quang hoàng tú xuân quốc đó là những cầu thủ đã nhiều năm trình chiến tại vba và kinh nghiệm không hề soàng một chút nào cả tiếp theo đà nẵng dragons mà chưa trận đánh liên tiếp cực kỳ khó khăn có thể nói đà nẵng dragons với một dàn đội hình có chiều cao cũng như cơ bắp tốt đã khiến cho các đội bóng khác tại giải năm nay phải khá e dè với sự xuất sắc của bộ ba Tam Tấu Hoàng Tuấn Chris Diker và Darren Miller. Họ còn đã từng khuất phục được một đội bóng cực mạnh là Thăng Long Warriors. Tuy nhiên, cũng vì lịch thi đấu quá dài đặc như vậy đã khiến cho Đà Nẵng Dragons càng về sau càng đuối sức và gặp phải chấn thương. Và khi đã nhắc đến Đà Nẵng Dragons mà không nhắc đến công tác trọng tài của giải năm nay thì thật sự là một điều thiếu sót đã hơn một lần, huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Cảnh đã lên tiếng phàn nàn công tác điều hành các trận đấu của các trọng tài. Những tình huống bắt lỗi kỹ thuật hoặc foul out của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã khiến ông Cảnh thực sự bốc xúc. Tuy nhiên, khi đã tham gia vào cuộc chơi thì đó là một việc bình thường cần phải chấp nhận. Tiếp theo, hãy đến với một mảnh ghép quan trọng của Hồ Chí Minh City Wings, Lê Ngọc Tú. Tú Lê đã có hàng loạt những màn thể hiện mình một cách xuất sắc, bất chấp việc Hồ Chí Minh City Wings đã có những kết quả không được như ý. Mùa giải này, Tu Lê đã có trận đấu ghi được 34 điểm cá nhân khi đối đầu với Nha Trang Dolphin. Đây chính là kỷ lục mà một nội bình lập nên tại VBA tính đến hiện tại. Chính Tu Kobe đã xóa đổ kỷ lục 33 điểm được ghi bởi một nội binh mà anh đã lập nên trong mùa giải năm ngoái. Có thể nói, không phải viên Sình Nguyễn hay ngoại binh Ram Watt mà chính Lê Ngọc Tú đã là đôi cánh nâng đỡ Hồ Chí Minh City Wing. Tu Lê có một chỉ số trung bình khá cao với 21,2 điểm, hiệu suất 7.0 rebounds, 1,5 assists và tỷ lệ ném 3 điểm thành công là 50%. Sau đây là Thăng Long Warriors, có với bản hợp đồng bom tấn Hoàng Ca. Mặc dù phải mất đến 6 cầu thủ để có thể đem được Hoàng Ca về với, với đại diện nửa đỏ thủ đô, nhưng có lẽ đây là một bản hợp đồng không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng này. Hoàng không được huấn luyện viên Petr Vanglokic sử dụng cho vị trí cầm bóng nhiều và ngay cả khi sắm vai một shooting guard, thì anh cũng đã không thể hiện được hiệu quả như người ta vẫn tưởng hiệu suất của anh ở Kelly 3 điểm ở cả vòng regular season là 16,2%, còn tại playoffs thì là 30,8%. Những con số thấp và chúng thực sự biết nói. Cuối cùng, chắc chắn là không thể không nói tới phong độ chói sáng của Christian Yuyang cùng toàn thể đội bóng Sài Gòn Heat, điều đã giúp họ chạm tay vào chiếc cúp vô địch VBA đầy quý giá. Christian Yuyang là một cầu thủ có trình độ thuộc đẳng cấp Division 1 của NCAA. Đó là một sự thực mà chúng ta chỉ cần gõ phím vài giây là có thể tìm được rất nhiều kết quả trên YouTube anh có một game đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp tỏa sáng khi ghi đến 33 điểm đối đầu với Tâm Đình. Thế nhưng, Công trên cầu thủ ngôi sao ấy lại có hai game đấu tệ đến khó tin khi phải đối đầu với bài double team của cầu thủ Thăng Long Warriors tại regular season. Thậm chí, đã có trận đấu đối đầu với Warriors, cầu thủ này chỉ ghi được đúng một điểm. Sự dối rắm và cuống trong tình huống xử lý bóng đã được thể hiện rõ và quả thực Yu Yang không hoàn toàn bất khả chiến bại như cách mọi người ta vẫn nghĩ. Nhưng, những trái tim của các khán giả trao tình cảm của mình dành cho Hit đã không phải lo lắng và buồn bởi trận thua đó quá lâu. Khi mà đoàn quân ấy đã thực sự trở lại mạnh mẽ, họ đã bất bại trong suốt phần còn lại của giải đấu. Sài Gòn chiến thắng một mạch 7 trên 7 trận đấu còn lại của regular season trong sự ngỡ ngàng của các đối thủ. Christian Yuyang chứng minh rằng trận thua trước Warriors hôm ấy chỉ là một tai nạn. Đội bóng của huấn luyện viên Kevin Jacobs đã đến với Finals bằng một sự tin vô cùng cao. Tuy rằng đối thủ mà họ gặp là đội bóng mà họ chưa bao giờ có được chiến thắng trong regular season, Thăng Long Warriors đại diện thủ đô cũng là đội bóng có độ tuổi lớn nhất giải khi họ có độ tuổi trung bình là 24,9. Trong khi đó, Saigon Heat với dàn rookie của mình có độ tuổi trung bình 20,9. Điều đó đồng nghĩa rằng kinh nghiệm trận mạc của Warriors hơn Saigon Heat rất nhiều. Đặc biệt là việc họ có nhiều cầu thủ từng chịu áp lực trong những trận chung kết. Tuy vậy, Christian Yuyang, Yosuke và Võ Kim Bản đã tạo thành tam giác tấn công đáng sợ của Heat. Họ đánh với tâm thế cực kỳ tự tin, luôn chuyển bóng nhanh và liên tục sử dụng thêm những tình huống chạy off ball làm rối loạn thăng long Warriors. Trong game 4, kim bản chính là hiện thân của nỗi sợ dành cho Thăng Long Warriors. Cầu thủ mang áo số 11 của hit đã ném thành công 8 trên 20 cú ném 3 điểm và có hiệu suất ném 3 điểm là 40%. Cá nhân bản đã có 31 điểm trong trận đấu này. Với màn tỏa sáng của bản, Christian Yu Yang đã lùi lại một bước về sau để làm nhiệm vụ kiến tạo cho người đồng đội. Cầu thủ Việt Kiều là cầu thủ có số lượng assist cao nhất đội khi anh có 8 đường chuyển nhiệt đặt cho những người đồng đội của mình. Trung cuộc, Saigonhit đã lên ngôi vô địch sau khi giành chiến thắng 73 3 4 trong game 4. Họ hoàn tất series chung kết với tỷ số 4-1 và hoàn tất cú back-to-back -back championship. Sau trận đấu, Kim bản cũng trở thành cầu thủ nội duy nhất đạt MVP trong VBA 5. Trên đây là một số điểm đáng lưu ý mà bóng rổ TV chúng tôi đã để mắt tới tại kỳ VBA 5 lần này. Bóng rổ TV hy vọng rằng những người hâm mộ sẽ mãi luôn ủng hộ cho sự phát triển của bóng rổ nước nhà nói chung và VBA nói riêng.